Kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì em đi thăm vườn, nhờ sẵn tiện thì em cũng đi vô trong những cái vuông trồng mít kế bên vườn của mình. Vườn của em ở phía dưới kia, đó, phía dưới cái lưới B40 đẩy xuống dưới mấy chục mét. Thì phía trên này là nguyên cánh đồng, hồi xưa cánh đồng này là cánh đồng lúa, nhưng mà trong vòng một năm thì cánh đồng này lên trồng cây ăn trái hết ha. Đó, thì toàn bộ khu vực này khoảng trên 90% là trồng mít. Như trên màn hình cô chú anh chị và các bạn có thể thấy là hầu hết là trồng mít. Hôm nay em xin chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn cái vấn đề là có nên trồng mít trong giai đoạn này hay là không? Trong năm 2021 này mình có nên trồng mít hay không? Thì để mà trả lời được câu hỏi là có nên trồng mít trong năm 2021 này không, có nên trồng mít trong giai đoạn này không, thì em xin chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn một số cái vấn đề. Cái vấn đề trước hết là những cái khó khăn khi trồng mít trong giai đoạn này. Đó, thì theo như em thấy thì trong cái giai đoạn này thì cái diện tích mít trồng nó cao, diện tích mít nó phát triển quá nhanh. Đó, cho nên là cái bây giờ đòi hỏi về chất lượng của thị trường cũng sẽ tăng lên. Nó không như lúc trước nữa, không phải cứ bự là nhất, nhỏ là nhì, không phải vậy. Nhưng bây giờ để làm được trái mít nhất thì cần phải chăm chút, chăm sóc rất là kỹ. Đó là cái khó khăn trước mắt. Cái khó khăn thứ hai nữa là cái giá bây giờ sẽ không bao giờ mà nó cao như lúc trước nữa, không bao giờ mà có giá 50-60 ngàn đó. Nhưng mà cái này thì thật ra thì cũng không phải là cái trở ngại mấy, bởi vì trái cây thì có mùa trái cây và những lúc nó rẻ và những lúc nó mắc. Thì thật ra nếu mà cây mít này mà trong những cái giai đoạn tầm khoảng tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 12, tháng 1, tháng 2 âm lịch thì cái giá nó cũng phải nằm trên 20 ngàn. Đó, thì đối với cây mít mà giá nằm trên 20 ngàn là ổn rồi. Nó không như lúc trước thôi, nhưng mà trong những tháng đó thì theo như em nghĩ thì cái giá nó vẫn còn tốt. Rồi thì nhìn chung trồng mít trong giai đoạn này thì nó cái vấn đề lớn nhất, trở ngại lớn nhất đó là về cái giá và về cái quy cách bắt hàng là cái trở ngại lớn nhất. Còn cái thuận lợi khi mà trồng mít trong giai đoạn này thì theo như em thấy thì nó có những cái vấn đề như sau. Thì cái nhất là việc mua bán, chưa có loại trái cây nào mà mua bán dễ hơn trái mít. Thật sự mà nói là bây giờ cái số lượng vựa trái cây khu mua mít, số lượng vựa đóng công xuất khẩu mít trực tiếp đi Trung Quốc và số lượng thương lái khu mua mít rất là lớn. Đó, chưa có một loại trái cây nào mà thương lái nhiều hơn mít. Số lượng thương lái mua khu mua mít thì phát triển rất là nhanh. Đối với trồng bất cứ một cái cây gì đi chăng nữa, cái việc đầu tiên là việc mua bán. Để mình trồng lên mà mình mua bán thuận tiện dễ dàng thì đó là một cái thuận lợi nó rất là lớn rồi. Mặc dù chưa cần xác định là giá nó bao nhiêu, nhưng mà hễ mình trồng lên có người thu mua, đó là một cái thuận lợi đó. Và cái thuận lợi tiếp theo đó là mình trồng sau mình sẽ tiếp thu được những cái kinh nghiệm của những người đi trước. Bởi vì khi mà mình trồng sau thì những người đi trước người ta đã tìm tòi, người ta đã rút kinh nghiệm được, mình chỉ cần tiếp thu và học hỏi những cái kinh nghiệm đó, mình sẽ tối ưu được cái vườn mít mình, từ cái khoảng cách trồng cho tới là chọn cây giống,
cách trồng, cách chăm sóc. Và khi mình đi sau như vậy thì những cái lỗi của những người đi trước mình sẽ rút ra được cái kinh nghiệm. Hiện tại bây giờ thì nếu mà cô chú anh chị và các bạn nào có đam mê với cây mít thì thật sự là những cái lỗi của cây mít nó không còn quan trọng nữa. Những cái lỗi như sơ đen, sượng, trái méo, xấu, da đen thì tất cả những cái lỗi đó thì bây giờ thì người ta đã tìm ra cách để người ta làm trái mít nó đạt hơn, làm cho trái mít nó tròn đẹp, chất lượng nó đạt. Cho nên việc sơ đen hay là trái xấu thì nó không phải là vấn đề ha. Mình đi sau thì mình được hưởng những cái kinh nghiệm của những người đi trước, người ta rút ra sẵn, người ta đã bỏ những cái bài học ra, mình chỉ việc tiếp thu, tiếp nhận và thực hiện. Thì thật ra không phải riêng gì cây mít, trong bất cứ những cái cây ăn trái nào hay bất cứ những cái ngành nghề nào đó, từ kỹ sư, bác sĩ, ca sĩ cho tới nông nghiệp, trong mỗi ngành nghề thì cũng có những người, những cá nhân xuất sắc đó. Những người, những cá nhân trung bình và những cá nhân không đạt đó. Thì trong việc làm nông nghiệp cũng như vậy, trong việc trồng mít cũng như vậy, thì có những người đã trồng nông nghiệp, trồng cây ăn trái, có những người làm giàu từ ổi, nhưng có những người cũng bà con nông dân cũng khó khăn chật vật khi trồng cây ổi hoặc là sầu riêng hoặc là tiêu đó. Có rất nhiều người làm giàu từ tiêu, nhưng mà cũng có rất nhiều người phải vất vả vì cây tiêu và cây mít cũng vậy. Có những bà con nông dân đã làm giàu từ cây mít, nhưng cũng có một số bà con nông dân cũng chật vật khó khăn khi mà quyết định trồng mít. Thì để trồng cái cây gì, nuôi con gì hay làm bất kỳ cái việc gì, mình cần phải xác định công việc đó nó có hợp với mình không, mình có đủ đam mê, đủ kiến thức để mà theo đuổi nó không, và nó có phù hợp với mình hay không, có phù hợp với cái địa phương của mình hay không. Mình trồng lên thì ở địa phương mình có bán được hay không đó. Mình phải xác định được cái gì nó thuộc về mình để mà mình làm. Thì có những nơi người ta trồng mít nó sẽ tốt hơn, rồi có những nơi khi mà trồng lên thì không có người mua đó. Ví dụ vậy, mình nên xác định tùy theo tình hình thực tế ở trên địa phương mình. Rồi mình có thể là mình chọn cây mít hay cây sầu riêng hay là cây bơ hay là cây tiêu đó. Thì tùy vào cái khu vực mình, chứ không thể nào mà nói là chỗ này trồng giờ đạt nhưng mà chỗ kia trồng nhiều khi là không đạt. Tại vì em cũng có đi nhiều chỗ thì những anh em mà trên Tây Nguyên, trên đó họ cũng trồng mít. Thì thật ra nếu mà trồng mít trên đó mà làm vô mùa nghịch được á thì bán vẫn ok, nhưng mà làm mùa thuận thì tính ra trên đó mùa thuận thì ở miền Tây mít đã rẻ rồi, còn trên đó thì cũng rất là vất vả, rất là khó bán. Cho nên là tùy vào cái tình hình thực tế ở địa phương mình, điều kiện mua bán nó giao thương mà mình chọn cái cây trồng cho nó thích hợp. Mình trồng cây gì lên, tiêu chí đầu tiên là mua bán dễ dàng, tiêu chí thứ hai là mình sẽ fit được những cái lỗi đó, những cái lỗi, những cái bệnh, những cái tật của cái mít, là mình những của những cái cây mà mình định trồng là mình có thể trồng. Cái video này thật ra thì em cũng cũng là một người trồng mít và cũng là một người đi khu mua mít. Mình những cái gì đó mình chia sẻ là những cái nó thật sự thiệt lòng. Đôi khi là cái lời văn, cái lời nói thì nó cũng không được lưu loát và nó cũng không được truyền cảm cho đến cô chú anh chị và các bạn, nhưng mà đó là những cái thật. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã lắng nghe ha. Còn đây phía phía bên lưới B40 đây là vườn của em. Đây, vườn này có chiều dài đó. Cái vườn này thì đầu trong em có làm những cái mít ghép chui cành đó.
Hôm bữa có quay cái đầu trong cho cô chú anh chị của bạn xem. Ở đây là khu vực phía ngoài nè. Còn bên đây của các bà con xung quanh, đa số trồng mít thôi. À, một vài chia sẻ gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo ha. À, em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo.